Thank you.
Cháo mèo rất là thơm ngon. Thank you.
Còn thạc sĩ Trần Thanh Hồng Lan cho rằng, tình trạng hôn nhân của người dân thành phố đang chuyển biến theo quá trình đô thị hóa và có xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn. Trong đó, nhiều người e ngại về việc giáo dục con cái, gìn giữ hạnh phúc gia đình, duy trì bữa cơm gia đình. Về gia đình hạnh phúc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Văn cho rằng, đây là tập hợp những chỉ báo đặc trưng liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống gia đình. Dùng để đo lường mức độ hạnh phúc, tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở thành phố cơ bản được xác định thông qua 33 tiêu chí, chỉ báo thực nghiệm liên quan đến đời sống kinh tế, vật chất, thể chất của gia đình, các mối quan hệ gia đình và xã hội, đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh tín ngưỡng. Trong đó tiêu chí đầu tiên của gia đình hạnh phúc hiện nay là phải có sức khỏe tốt, có công ăn việc làm đầy đủ, thời gian lao động hợp lý, thu nhập ổn định và đảm bảo, phải có nơi ở nhà riêng, tiện nghi, sinh hoạt đầy đủ, có ngân sách dự phòng. Để bộ tiêu chí cho những gợi mở chính sách đi vào cuộc sống, nhóm tác giả khuyến nghị những hoạt động tiếp theo xây dựng phương án.